Video này là video thứ hai trong top 3 video. Thì video này mình cũng vẫn vẽ bằng cây di chỉ và cây chỉ thăng B. Video này là video vẽ mũi, không tua nhanh. Các bạn đăng ký ủng hộ kênh và để xem video mới nhất mình cập nhật tiếp theo nhé. Thank you.